Đây bạn ơi, nhân cần thủ lua đây, đúng 12 giờ trưa đi ra lua mà. Đây cần thủ đến từ thành phố Minh Lương. Đâu đâu cho xem đồng hồ có mấy giờ rồi bạn? Chắc này bạn đi câu đêm hồ mấy giờ rồi? Đây đồng hồ điểm gần 1 giờ ra. Chắc này mới ra chuyến nè, đi cũ đi từ sáng tới giờ, chắc này 1 giờ mới ra tới. Này ra phơi nắng chứ lùa gì. Đây cũng cần thủ đến từ thành phố Minh Lương nữa nha. Đó, à, ghê à. Chỉnh gì? Cái chiếc máy siết thắng vô chỗ này chằn chỗ con cá thở luôn rồi. Nở chưa đây không nè. Có con cá cũng trọng nở đó hoài á. Không qua được, không bay qua được. Anh đu bên đây đi. Gì? Rồng nó bể rồi, ổng dính con rồi. Không ở đâu. Rồi, hụt lắc cá nhỏ xíu. Cá nhỏ xíu rồi, chạy tiêu kìa. Rồi, hiểu rồi, quay lên đây. Cá nhỏ xíu rồi đó. Mà lại bụi tre mày đụng bữa nay nó vàng rồi đó chứ em. Bữa nay nó vàng rồi nè. Cái cỏ cháy mà. Lưu dẫn anh ơi. Từ từ chứ. Trời, mà tưởng nó ở đó rồi á. Đó, con gì đây, nín lên. Ê, tên. Lụm lên hàng. Đó ở đây hả? Tao giờ lên chút má nắng quá vậy. Mới lên hàng nha chí em. Tao sẽ bắt con bên đây trước.
Quay đi. Đồ ghê vậy. Hên thôi. Lên hàng đâu anh cược đây quay phim nè đây nghe các bạn. Cá khủng, cá khủng. Nắng quá kiếm một cây dừa nè, câu cao núp đây. Mình nuôi tôm mà mình là dân đâu đi câu cá mà không có thể diệt cá hết được. Giật một lần không hết thì mình giật từ từ. Mình giật một lần không hết thì mình giật. Nhái thiệt bây giờ chỉ là xa vời thôi. Đó đó, cái gì đây, cái gì đây. Ui má chạy dây dữ rồi. Ui quá trời, quá trời, quá trời. Cái khủng, cái khủng ơi. Lên lên lên. Tèn 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 tèn. Lên con. Ủa má cá bự nha. Ý da, trời ơi, con cá bự quá. À, cá khủng à, cá này to à nha. Ê mày, cá này to à. Con này to nha. Quá trời nó dài dữ mày. Lụm lụm lụm. Một em. Thấy đó đó đó, anh ta đổ mới lắng xăng rồi đó. Anh ta thấy cá bự anh lắng vô đó. Ô hụt rồi, xịt bọt rồi, để tao. Chiêu. Đi xa để bắt cá to nào. Vì sao đủ ta không đủ nàng. Nè. Lụm nó nè. Vô gun rồi. Tèn 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 tèn. Anh bà báo tới nữa rồi. Bà con của bác ơi, bỏ đồn. Anh bà báo tới nữa rồi. Thử coi ông đứng cầu cá bự hoài hả. Bà này anh báo nữa rồi. Bà tới tới tôi. Bà này là mát của tôi. Trời. Chỗ mày mát bằng chỗ của tao không? Anh ba tới rồi đó, mày câu được không? Lôi cá về đây hết. Nghĩ sao anh ba nhắm cái chăn cái lú bắn được hay thiệt. Đó, cái gì nữa đây? Ây da, ây da, ây da, ây da, con này khủng nữa rồi chứ em ơi. Lên bờ. Ô má ngồi đây câu như câu cá gô các bạn. Đây.
Mặc dù anh ta bơi xuồng rất là gầm gọi nhưng mà cá vẫn ăn đều đều nha các bạn. Ở đây vẫn mát bình thường nha các bạn. Ồ. Quá dính rồi. Vô. Một con trong bộ sưu tập nữa. Tiếp tục. Hút thuốc giữ rồi chị em ơi, lẹ đi. Anh Ba Báo ơi. Ba trời cứu hả? Quýnh ngồi, quýnh đứng mà quýnh thẳng lưng, quýnh nằm, quýnh nào sao cũng được. Đó đó, cái gì đây, cái gì đây? Lên. Lặn qua lặn lại, lặn qua lặn lại, lên bờ, dính hai lữ luôn, làm sao mà chạy được. Ê, móc lỗ gúng nữa nha. Chị em, cá dính gì sao xảy được? Hai lữ luôn. Bỏ vô vỏ tiếp. Lậm. Sao bên kia im ru à? À, lựa hả? Đột, diễn gắn lựa đi. Móc vô lỗ gúng luôn rồi. Dính một lưỡi còn muốn chết nên dính hai lưỡi, cái này khó gỡ quá. Vô. Cá này nướng chui ăn vô ngon tới nách. Dục xuống nè. Ủa. Dính vô tay áo rồi. Ủa mất lên nữa hả? Nè vỏ nè, đừng đi. Đó. Bắn qua à, kéo cá ngược trở lại chứ để kéo vô bển hết sao? Buồn quá à. Buồn làm chi em ơi? Cá sắc huyền thoại này buồn thiệt. Pinner không? Bắn qua cho. Anh Ba chạy cứu hồi nãy cũng được, Pinner cũng được, hai ba em đó chứ. Đó. Mới thở đó, kéo ngăn lụm luôn. Đâu rồi? Cho hút đứa thuốc lấy lại tinh thần coi. Ra đấu với hùng cá lóc nè coi. Giờ điểm. Quá trời lên cá ơi. Lên cá mà chán quá. Chạy xích ngoài đây. Đi theo nó hoài luôn, nó đi tên nó dài kìa. Mình dài theo. Chút nó dài vô, mình dài vô lại. Đi. Đi theo nó chơi. Cũng được khá khá đấy chứ.
Thank you.